Xin chào tất cả mọi người. Trước tiên thì mình phải giải thích một chút về cái đường ở trên mặt mình, là bởi vì mình vừa mới bị trúng gió và mình phải cạo gió ấy. Bình thường thì thật ra ngoại hình của host rất là quan trọng, nhưng mà mình nghĩ là có một thứ quan trọng hơn mà mình phải làm trong ngày hôm nay, mình không thể trì hoãn được. Đấy là hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021, năm mà có lẽ là đặc biệt với tất cả chúng ta và có rất nhiều khó khăn, có đau thương và cả mất mát nữa. Thì mình nghĩ là mình sẽ phải đi hỏi mọi người xem là họ đã trải qua một năm như thế nào. Và ok thôi, bây giờ không để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong để xem mọi người đang làm gì nhá. Anh cảm thấy rất là bồi hồi. Và anh cảm thấy, anh không biết mọi người như thế nào, nhưng mà đối với bản thân anh thì kiểu càng lúc anh cảm thấy Tết Dương nó có cái không khí giống Tết Âm ấy, hoặc thậm chí là hơn. Thế nên là anh rất cảm thấy bồi hồi. Nếu như có thể cái thời điểm các bạn xem video này thì nó đã không còn là ngày cuối năm của 2021 rồi. Tuy nhiên mình cũng chúc các bạn một năm 2022. Thứ nhất là phải nhiều sức khỏe, không sức khỏe không làm gì cả. Cái thứ hai là mọi người có thể công việc thuận lợi, và mọi người hãy yêu thương những người xung quanh mình nhiều hơn, và hơn hết là yêu bản thân mình nhiều hơn. Thôi đánh nhạc đệm thôi. Ok, băng hát dạo của chúng ta chắc bây giờ sẽ phải ngừng tay lại một chút để em phỏng vấn mọi người. Thì mọi người chào khán giả trước đi ạ. Ok, thì hôm nay là buổi chiều cuối cùng của năm 2021 rồi, thì không biết cảm xúc của mọi người thế nào? Cảm xúc của em lúc này không biết nói gì, bình thường, nó như những ngày bình thường khác thôi. Thực ra ngày tháng nó chỉ là ngày tháng thôi, nó chỉ là số thôi. Chúng ta phải sống trọn vẹn từng ngày. Anh cũng suy nghĩ giống Hằng, tức là mình sống ngày nào cũng như Tết thì cả năm sẽ là Tết đúng không? Nhưng mà hôm nay anh thấy rất ấm áp vì có rất nhiều người xung quanh mình, không phải đón giao thừa một mình. Thế điều anh thấy rất buồn. Anh rất vui khi có mọi người ở đây. Không biết là với mọi người thì năm 2021 có phải là một năm khó khăn không? Với em thì nó cũng không hẳn khó khăn, nhưng mà nó cảm thấy nó trôi qua khá là nhanh, bởi vì mình tốn rất nhiều thời gian ở nhà và cảm giác là một năm trôi qua siêu nhanh ấy, và em chưa đạt được cái gì đáng tự hào cả. Đối với mình thì năm nay là năm rất là đáng nhớ, vì nó đánh dấu cột mốc là mình ra khỏi trường đại học, xong rồi mình làm các thứ linh tinh ở bên ngoài. Năm nay kiểu năm nào mà khó khăn nhiều ấy thì bạn sẽ học hỏi, bạn sẽ trưởng thành lên rất là nhiều. Nên là tớ học được bài học là phải yêu thương bản thân mình và không được để ai thay đổi điều đó ạ. Năm nay cũng thấy là học được một điều là yêu bản thân mình hơn. Và anh khá tự hào năm nay, tức là anh làm được một số điều vượt qua chính bản thân mình. Đấy là điều lớn nhất. Cụ thể là anh dám làm những điều mà trước đấy không dám ấy. Anh xin không được phép nói cụ thể. Ví dụ như một điều là anh cầm đàn lại. Anh bỏ đánh đàn khoảng 2 năm rồi, cầm đàn lại và đánh đàn lại, hoặc là viết lại, chụp ảnh lại, nói chung là rất nhiều thứ. Nay cuối năm em đã niềng răng cái dự định của em từ rất lâu rồi ấy, nhưng mà kiểu đến bây giờ em mới có dũng cảm để thực hiện nó. Đấy, nay chị cũng xăm hình, đây là ước mơ của chị từ hồi chị 20 tuổi, và đến 2 năm sau mới làm được. Bố mẹ, nếu mà bố mẹ xem điều này thì đừng chửi con. Fearless có nghĩa là theo lời, tớ không thâm mộ Taylor Swift, nhưng mà theo lời của Taylor Swift thì fearless không phải là không có nỗi sợ, mà là có nỗi sợ nhưng mà nhận thức được điều đó và dám đối mặt với điều đó. Thì có vẻ là với mọi người thì năm nay cũng đạt được rất nhiều thành quả. Không biết có mọi người có hối tiếc điều gì không? Hối tiếc à? Nhưng năm nay có một điều hối tiếc là anh không làm những cái việc mình cần làm sớm hơn. Anh nhận ra một điều về bản thân là mình cần cố gắng nhiều hơn. Cần cố gắng nhiều hơn, tức là thành quả nó không tự đến ấy, mình phải tự nỗ lực. Nếu mà mình không giúp mình thì không ai có thể giúp chính mình cả. Tức là khi mình rơi vào một cái hố ấy thì mình phải tự trèo ra, chứ không thể nào đợi người ta có một ai đấy đến mà kéo mình lên. Sự kiện nào khiến mọi người thấy nhớ nhất trong năm 2021? Với em thì không hẳn là sự kiện, nhưng mà có thể nói là năm 2021 là cái năm mà em như dành nguyên cả một năm ở phê phim. Và đấy, cái công việc ở phê phim đã thay đổi cuộc đời em rất là nhiều.
Thời gian đáng nhớ nhất của mình trong năm 2021 chắc là cái quãng thời gian mà giãn cách xã hội phải ở nhà. Đây là thời gian mình học được cách mà sống một mình, tự chăm sóc cho bản thân. Đấy là một cái trải nghiệm mà chắc sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn mọi người. Một lời cuối cùng nhé, thì mọi người hãy gửi một lời chúc đến các bạn khán giả đang xem video này về một năm 2022. Thì chắc đối với mọi người thì năm 2021 là một năm khó khăn, thì mình chỉ chúc là năm 2022 cả thế giới đã vượt qua dịch bệnh và chúng ta quay trở lại cuộc sống bình thường, mọi người đều hạnh phúc vui vẻ và có sức khỏe. Tôi chúc mọi người là có sức bền bỉ để bất kỳ khó khăn nào nó đến với mọi người thì mọi người cũng sẽ luôn đứng vững, có thể ngã cũng được nhưng mà sẽ phải đứng dậy, luôn luôn bền bỉ và luôn tin là mình sẽ có thể đứng dậy được. Chúc mọi người thì anh chỉ chúc là mọi người mạnh khỏe cả về cơ thể và tinh thần. Tức là có được hai cái đấy thì mình sẽ làm tất cả. Hello, bên phải mình là Đăng và bên này là Vân. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi thì anh cảm thấy thế nào? Anh cảm thấy buồn ngủ. Năm nay hơi thiếu ngủ. Cả năm anh thiếu ngủ? Năm nay thiếu ngủ hơi bị nhiều. Thế mục tiêu của anh trong năm 2022 có phải là ngủ nhiều hơn không? Đúng vậy. Thế mục tiêu lớn nhất à? Tạm thời bây giờ mục tiêu là được ngủ nhiều hơn. Thế điều gì trong năm 2021 đã khiến anh mất ngủ? Anh không biết được, chắc là công việc. Đấy là có nhiều cái mới. Cái mới lớn nhất trong năm 2021 của anh là gì? Người yêu. Người yêu. Ok, thì chúng ta sẽ phỏng vấn người yêu luôn nhé. Thì đấy, câu hỏi là năm 2021 sắp hết rồi thì cậu cảm thấy thế nào? Tôi thấy hơi bàng hoàng ấy. Cảm giác vừa mới sang 2021 xong đã hết rồi. Thay đổi lớn nhất của cậu trong năm 2021 là gì? Thực ra thay đổi nào tôi thấy cũng lớn ấy. Kiểu công việc, chuyện tình cảm, các thứ, học hành, cái gì cũng thay đổi hết. Năm nay kiểu đúng là kiểu sang một trang mới, không giữ cái gì cũ cả. Có gia đình nữa. Cậu cảm thấy thế nào với cái sự thay đổi đấy? Tôi cảm thấy khá vui. Vui. Điều hối tiếc nhất trong năm 2021 chưa làm được là gì? Kiểu hơi tách mình ra ấy, chưa nói đủ lời cảm ơn với xin lỗi với mọi người. Thế còn Đăng? Anh thấy anh làm việc chăm chỉ hơn. Anh thấy anh quan tâm người khác nhiều hơn. Hôm nay anh đã biết nói xin lỗi với mẹ. Nhưng mà anh thấy cái việc mà nói xin lỗi với bố mẹ thì trước khi anh nói anh thấy nó khó khăn ấy. Nhưng mà thực ra thì mình nên nói xin lỗi và cảm ơn bố mẹ nhiều hơn. Mục tiêu lớn nhất của Vân trong năm 2022 là gì? Ơ kìa, mục tiêu lớn nhất á? Giàu. Giàu nghe có vẻ hơi xa. Ê khổ ấy nhỉ? Giàu. Thế bao nhiêu là giàu? Hôm nào cũng ăn được cái bữa 2 triệu như hồi trước trên top Hà Nội là giàu. Anh Luân, anh có thể dừng tay lại một tí, em muốn phỏng vấn anh một chút. Và anh Duy nữa. Thì hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi, không biết cảm xúc của mọi người thế nào? Thường anh đang muốn uống cốc trà sữa. Ok. Còn anh Duy, anh cảm thấy thế nào khi năm 2021 sắp kết thúc? Anh thấy nó cũng khá là bình thường. Với mọi người thì năm 2021 như thế nào, là một năm như thế nào? Chắc là đối với anh thì năm 2021 là đặc biệt nhất rồi. Bởi vì anh có một thành viên mới. Cuối năm còn mua được xe. Vâng các bạn ơi, anh Luân làm phê phim mà mua được xe. Xe gì nhỉ? Xe Mazda CX-5. Cái nhà đó. Không, nhà chưa. Thế cảm xúc của anh khi mà anh trở thành bố thì như nào? Lúc đầu thì anh cũng nghĩ là bình thường ấy, xong rồi cứ mỗi đêm phải 3 giờ sáng phải dậy ấy, cho nó ăn hai lần nó bị nó hét vào tai bên này. Bây giờ cảm giác ù tai bên này. Cái kế hoạch mà mua tai nghe chống ồn của anh có hiệu quả không? Không. Bây giờ kiểu như buổi đêm dậy anh sẽ bị... Nói chung là mọi người nếu mà không bị dậy buổi đêm thì mọi người không biết cảm giác là lúc ấy kiểu mình mất trí nhớ ấy. Thế còn anh Duy, thành quả lớn nhất của anh trong năm 2021 là gì? Anh đi làm. Thế trước đấy anh không đi làm à? Tức là trước đấy không phải không đi làm, mà trước đấy là anh có một cái gọi là cái dớp trong việc đi làm. Anh nhảy công ty rất là nhiều. Có chỗ ngắn nhất anh làm được khoảng 2 tuần anh cũng nhảy công ty. Có lý do gì cụ thể không? Tức là bởi vì là anh cảm thấy anh không thực sự phù hợp với một cái môi trường của họ. Thì 2021 là một năm khá là thành công khi mà anh tìm được phê phim. Anh thấy sao khi mà anh vào phê phim? Anh thấy mình như được trẻ lại. Trẻ lại. À đúng rồi, thế dự định trong năm 2022 của anh là gì? Mục tiêu.
mục tiêu 2022 là mục tiêu lần đầu anh nghĩ trong đời để đi lấy vợ. Với anh thì điều gì sẽ làm anh tự tin để đi lấy vợ? Khi mà anh có thể tự tin chăm sóc bản thân mình, chăm sóc những người xung quanh mình, có một cái gọi là nền tảng vững chắc để mà cho có một cái tương lai tự chắc cho họ. Ừ. Thế thôi. À, người lớn ghê. Thế còn anh Luân, mục tiêu của anh trong năm 2022 là gì? Để trong... nữa. Có phải để đứa nữa không? Không. Kiểu bây giờ hỏng bên tai, không muốn hỏng bên này nữa. Anh chưa biết, biết đâu sẽ là mua nhà. Mua bên nhà nữa, mua nhà. Ok, thế thì chúc anh Luân năm nay mua được nhà, còn anh Duy thì lấy được vợ nhá. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi thì anh Nhân cảm thấy thế nào ạ? Anh thấy khá biết, thế bình thường. Nhưng mà anh thấy vui nhưng mà không phải vì năm mới. Nói chung là năm mới nó cũng không quá quan trọng. Tức là anh với anh thì Tết quan trọng hơn là năm Tết Dương. Thế với anh năm 2021 đã trôi qua như nào? Nói chung là nhiều thứ đã xảy ra. Nói chung là cả những thứ buồn, thứ vui. Nhưng mà cuối cùng anh cảm thấy là anh đã vực lại dậy được ấy. Để quay lại được và tốt hơn bao giờ hết. Nói chung là quan trọng nhất với anh là chuyện gia đình. Nói chung là anh cảm thấy anh gần với mọi người trong gia đình hơn và còn lôi theo được thêm một người về gia đình mình. Một năm trước anh không để ý trước là năm nay thì là chuyện gì mà, nhưng mà anh cảm thấy là nó tốt hơn rất nhiều so với anh. Nếu mà anh có tưởng tượng được thì nó cũng sẽ tốt hơn là tưởng tượng. Thế đến năm 2022 thì mục tiêu của anh lớn nhất là gì? Mục tiêu lớn nhất của anh là xây dựng một gia đình vui vẻ hạnh phúc. Ý là bước đầu thôi, nhưng mà anh sẽ xây dựng, cố gắng xây dựng từng bước một và rất vững chắc. Thế nếu mà anh được gửi một lời chúc đến tất cả các bạn đang xem video bây giờ thì anh sẽ chúc điều gì? Chúc là nếu mà các bạn gặp khó khăn thì các bạn hãy hết khó khăn đi. Vâng, thế là chúng ta đã đi qua hết những cái người đang ngồi trong văn phòng ngay bây giờ. Và thật sự là đây là ngày cuối năm mà mình đang cảm thấy rất là ấm áp. Bởi vì xung quanh có mọi người với cả bọn mình đang được bật điều hòa ấm á. Và chúc mọi người năm 2022 sẽ thật mạnh mẽ và thật khỏe mạnh. Vì cái phong ấn ở trên trán này của mình thì mình mong là mọi người sẽ đừng ai bị ốm. Bởi vì lúc bị ốm thì cảm thấy rất là tệ. Đó. Be close behind. I follow you into the dark. Your blinding lights or tunnels to get so wide. Just our hand clasped so tight. Ready for the hint of the spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminates a note on the way. Can see signs if there's no one beside you when your soul embarks, then I follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman's rule, I got my knuckles bruised by a lady in black. I held my tongue. She told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminates a note on the vacancy signs. If there's no one beside you and your soul.